Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Đức Hậu Radio. Hôm nay kênh Nguyễn Đức Hậu Radio xin tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn những câu đố vui và có đáp án nha quý anh chị. Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố với Nguyễn Đức Hậu. Câu đố đầu tiên: nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ, có nhà ở nhưng không có người, có siêu thị, công ty nhưng không có hàng hóa, đó là nơi nào? 30 giây dành cho quý anh chị và các bạn nhé. Câu đố này cũng rất dễ thôi. À, cái này nó hơi ngược tí. Đây, cái này mới đúng này. Đấy. Câu đố này nó cũng dễ thôi quý anh chị và các bạn. Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố với Nguyễn Đức Hậu nhé. Hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là ở bản đồ nha quý anh chị và các bạn, ở bản đồ. Đến câu đố thứ hai này: có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho ba người mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ? Nguyễn Đức Hậu xin đọc lại nha. Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho ba người mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ? 30 giây dành cho quý anh chị và các bạn bắt đầu. Đúng rồi. Nếu quý anh chị và các bạn ai mà giải được, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho Nguyễn Hậu và các bạn cùng biết nha. Chúng ta cùng tập trung và giải những câu đố này, rất là thú vị đấy. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là: thì đưa cho hai người đầu mỗi người một quả, còn một quả trong rổ, đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại, thì ba người mỗi người đều có một quả và cũng có một quả trong rổ táo. Chuẩn luôn phải không quý anh chị và các bạn? Câu này rất hay. Đến câu đố thứ ba này: có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh một cái lá có hai quả, hỏi trên cây có mấy quả táo? Quý anh chị tập trung một chút là câu này giải được luôn đấy. 30 giây cho quý anh chị và các bạn rất nhiều. 30 giây cho quý anh chị và các bạn. Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố nha. Hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là: không có quả táo nào, vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được. Đúng rồi, cây lê thì không bao giờ có quả táo nào cả. Chúng ta đến câu đố thứ tư này: có ba thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì? Nguyễn Đức Hậu xin đọc lại nha. Có ba thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì? 30 giây cho quý anh chị và các bạn nha. Câu này nói chung là toàn là đố mẹo thôi quý anh chị và các bạn. Chỉ cần suy nghĩ, tập trung này và đừng nghĩ sâu xa quá là giải được ngay. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta là: thằng đó cầm đầu,
tức là đại ca cầm đầu, nó không phải cầm vật gì hết. Đúng luôn, đại ca thì không phải cầm vật gì hết. Đến câu đố thứ 5 này. Bằng cái hạt cây, ba gian nhà đầy, còn tràn ra sân là cái gì? Bằng cái hạt cây, ba gian nhà đầy, còn tràn ra sân. 30 giây bắt đầu. Là cái gì nha quý anh chị và các bạn? Mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. Hết giờ, và đáp án của chúng ta đó là đèn dầu nha, đèn dầu. Đến câu đố thứ 6 này. Ao tròn vành vạnh, nước lạnh như tiền, con gái như tiên, trần mình xuống lội là bánh gì? Ao tròn vành vạnh, nước lạnh như tiền, con gái như tiên, trần mình xuống lội là bánh gì? 30 giây cho quý anh chị và các bạn. Những câu đố này quý anh chị và các bạn có thể rủ những bạn bè, người thân trong gia đình mình cùng nhau giải đố và xem ai có thể giải được nhiều nha. Và chia sẻ cho nhiều người cùng giải với mình nha. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ, đáp án của chúng ta đó là bánh trôi nha. Bánh trôi đấy. Đến câu đố thứ 7 này. Bằng cái đĩa xỉa xuống ao, ba mai chín cuốc mà đào không lên là cái gì? Bằng cái đĩa xỉa xuống ao, ba mai chín cuốc mà đào không lên là cái gì? 30 giây cho quý anh chị và các bạn. Câu này không biết là quý anh chị và các bạn có giải được không nhỉ? Nguyễn Đức Hậu đầu tiên mà đọc cái câu này thì cũng không giải được đâu. Nghĩ mãi không ra. Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là bóng mặt trăng mặt trời, là cái bóng của mặt trăng mặt trời đấy. Đến câu thứ 8 này. Rong ròng 3-4 thước dài, đầu đeo cái nhỏ, bụng gài then ngang, bốn chân em đứng sẵn sàng, nằm ra cho chắc, để chàng đạp đuôi là cái gì? Rong ròng 3-4 thước dài, đầu đeo cái mỏ, bụng gài then ngang, bốn chân em đứng sẵn sàng, nằm ra cho chắc, để chàng đạp đuôi là cái gì nha? Hay đấy. 30 giây bắt đầu. Câu này thì không được nghĩ bậy. Đấy, thế thì này. Không được nghĩ bậy nha quý anh chị và các bạn. Mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi năm, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là cái cối để xay gạo nha. Cái cối để xay gạo. Đến câu đố thứ 9 này. Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm. Thật không may cho ông ta khi bắt gặp một con đười ươi rất hung dữ, muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có hai con dao. Ông sợ quá vứt hai con dao đó ra. Còn đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không? Câu đố này hơi dài một chút. Nguyễn Đức Hậu xin đọc lại nhé.
một người đi vào rừng sâu để thám hiểm. Thật không may cho ông ta khi bắt gặp một con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có hai con dao. Ông ta sợ quá vứt hai con dao đó ra. Con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không? 30 giây của chúng ta bắt đầu. Câu này gợi ý cho quý anh chị và các bạn, đây là theo một thói quen của con đười ươi ấy. Con đười ươi nó có một thói quen hay làm gì thì nó sẽ giải thích cho câu đố này nha quý anh chị. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là nó cầm dao và đâm vào ngực nó. Vì con đười ươi hay làm thế mà. Đười ươi hay vỗ ngực đấy quý anh chị và các bạn. Đến câu đố thứ 10 nha. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Không được nghĩ lung tung nha. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Mời quý anh chị và các bạn 30 giây bắt đầu. Cái gì của chồng mà vợ lại thích cầm nhất nhỉ? Cái này chắc là chị em thích lắm đấy. Mà đàn ông cũng thích nhưng lại không được cầm. Ủa, khổ quá. Những người có vợ mà thấu hiểu được nỗi đau này. Đau ơi là đau. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là tiền. Đúng rồi, chỉ có tiền mà thôi. Ai mà có vợ sẽ thấu hiểu được nỗi đau này nha. Và hôm nay Nguyễn Đức Hậu vừa làm xong 10 câu đố để gửi đến quý anh chị và các bạn. Nếu quý anh chị và các bạn thấy hay, hãy ấn đăng ký kênh, rung chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng giải đố với mình nha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.